Duyên có cục bơ, Duyên lấy từ trong tủ lạnh ra nha. Và Duyên bỏ vô trong microwave, Duyên hâm nó. Và Duyên đầu tiên là Duyên hâm 10 giây nha các bạn nha. Để cho Duyên biết cái độ của cái mềm của cái bơ. Thì Duyên lấy ra thì nó vẫn còn hơi cứng cứng. Thì Duyên sẽ hâm thêm 10 giây nữa. Nhưng lại mình nhắc các bạn biết nha là cũng tùy theo cục bơ nha. Tại cục bơ của Duyên hiện tại bây giờ nó hơi bự cho nên Duyên mới hâm 10 giây. Còn nếu mà cục bơ bạn nhỏ thì hâm 5 giây, mỗi lần 5 giây thôi nha. Nhớ giùm Duyên cái điều đó nha. Tại Duyên không có muốn nó mềm chảy mà Duyên muốn nó mềm soft á. Thì Duyên sẽ trộn đều nó lại cho nó kiểu như hòa quyện lại với nhau á. Và cái màu trắng là cái độ mềm mà Duyên thấy ưng ý nhất. Vì Duyên khi mà Duyên bóp bông kem ra đó thì cái shape nó rất là đẹp luôn. Và nó vững mà nó đẹp và nó rất là smooth. Và Duyên sẽ dùng cái nhiệt độ để Duyên cho các bạn thấy nha. Thì là khoảng từ 20 cho tới 22 là cái này là được nhất. Còn nếu mà khoảng trên 22 cho tới 25 thì nó bị hơi chảy á, cho nên khi bạn bóp bông kem á nó sẽ không được sắc và nó sẽ bị chảy xệ.